Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Thảo Nhi Lê là ai? Thảo Nhi có động thái ra sao trong ngày Huy Trần chính thức trở thành chồng người ta? Nhắc đến những rít kích trình đám trên mạng xã hội thì chắc chắn không thể thiếu được cái tên Thảo Nhi Lê. Không chỉ sở hữu cuộc sống sang chảnh, cô còn được biết đến với ngoại hình xinh đẹp, hiện đại và nóng bỏng. Mới đây, tin tức Thảo Nhi Lê đi thi Hoa hậu Hoàng Vũ khiến cho nhiều người kinh ngạc. Thảo Nhi Lê là một trong những hacker của giới rít kích Việt Nam. Với gương mặt ưa nhìn và ăn mặc khá táo bạo sexy, với phong cách thời trang khá quyến rũ, Thảo Nhi Lê thu hút đến hơn 500.000 người theo dõi trang Instagram và trở thành một trong những fashion được chú ý nhất nhì hiện tại. Thảo Nhi Lê sống ở Đức từ nhỏ và về Việt Nam khoảng 5 năm trở lại đây. Cô còn là một trong những thành viên khá nổi bật của con nhà giàu Việt Nam. Trên trang cá nhân, Thảo Nhi Lê thường xuyên chia sẻ những bức ảnh nóng bỏng hay về đời sống thường ngày. Những món đồ mà Thảo Nhi Lê khoác lên mình đều là của những thương hiệu nổi tiếng. Thảo Nhi Lê là con thứ hai trong một gia đình có bố làm thợ xăm, mẹ làm nail tại Đức. Cô nàng cho biết chưa định hướng được mình sẽ học ngành gì đó liên quan đến thời trang. Cũng vì thế cô chọn ngành thời trang bán lẻ quốc tế tại Đại học Tübingen. Đây cũng là bước đệm để cho Thảo Nhi Lê lên ý tưởng kinh doanh sau này. Mới đây, Thảo Nhi Lê được xuất hiện trong bảng đề cử về nhan sắc uy tín nhất nhì thế giới. Cụ thể, khi danh sách được công bố từ tổ chức Kensler, vừa cập nhật thêm tên của nàng rít kích trong danh sách đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Cô đứng thứ 81, cũng là gương mặt duy nhất của Việt Nam lọt vào top danh sách này. Để có thể lọt vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, bạn cần tham khảo về mức độ nổi tiếng. Mỗi năm, tổ chức Kensler sẽ đưa ra những tiêu chí riêng để lựa chọn ra danh sách đề cử với hàng loạt các tên đình đám đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Mối tình đáng tiếc với Huy Trần. Trước đây Huy Trần từng được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội nhờ chuyện tình đẹp với rít kích Thảo Nhi Lê. Sinh năm 1994, cả hai đã có khoảng thời gian 2 năm mặn nồng bên nhau. Trong thời gian hẹn hò, Thảo Nhi và Huy Trần thường xuyên đăng tải những hình ảnh lãng mạn bên nhau, khiến dân tình nhiều lần ghen tị. Có thể nói Huy Trần và Thảo Nhi Lê xứng đôi vừa lứa, từ ngoại hình cho đến gia thế. Dù không phải là người của showbiz, nhưng cặp đôi vẫn gây được sự chú ý không hề nhỏ trong giới trẻ bởi lối sống thượng lưu và cùng sở hữu gu thời trang chẳng thua kém gì fashion chuyên nghiệp. Nếu Huy Trần gây chú ý bởi gu thời trang nổi bật lên vẻ nam tính và lịch lãm, thì bạn gái cũ của anh lại được chú ý với gương mặt sắc sảo, ngoại hình quyến rũ. Cô nàng thường xuyên đăng tải hàng loạt bức ảnh lôi cuốn nóng bỏng khiến cho bao nhiêu người say đắm. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên ở Berlin khi đi chơi cùng một số người bạn chung. Khi ấy, Thảo Nhi là cô gái mới 19 tuổi. Rít kích Thảo Nhi đã bị thu hút ngay lần đầu gặp Huy Trần. Tuy nhiên lúc đó, anh chàng đang có một mối tình đẹp 5 năm với bạn gái cũ. Sau 4 năm, họ lại gặp nhau trong dịp sinh nhật của Thảo Nhi. Lúc này cả hai mới có cơ hội trò chuyện tìm hiểu nhau nhiều hơn. Và dĩ nhiên cuộc tình đẹp bắt đầu. Dĩ nhiên là trước đó Huy Trần đã kết thúc với bạn gái cũ. Danh tính của bạn gái này vẫn là một ẩn số. Sau khi đến với nhau, cả hai chuyển về Việt Nam và kinh doanh thời trang. Công việc khá thuận lợi và suôn sẻ. Cặp đôi cũng thường đăng ảnh tình tứ bên nhau trong những lần hẹn hò, những chuyến du lịch xa hoa. Thời điểm ấy, ai ai cũng ngưỡng mộ cặp đôi tài sắc vẹn toàn. Tuy nhiên, ngày cuối năm 2019, Thảo Nhi đã lên tiếng xác nhận thông tin cô và Huy Trần chia tay sau hơn 2 năm yêu nhau. Lý do cô nàng đưa ra là vì hai người không có tiếng nói chung, không có thời gian dành cho nhau khi cả hai quá bận rộn với các dự án riêng. Thông tin này đã gây nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Dù cả hai chia tay nhưng vẫn làm bạn, thường xuyên gặp gỡ và dành sự tôn trọng cho nhau. Trước khi nam CEO rộ tình hẹn hò với Ngô Thanh Vân, Thảo Nhi Lê cũng đã có tình mới cách đây vài tháng. Thời điểm đó Huy Trần cũng có những dòng trạng thái được cho là đang nhớ về kỷ niệm giữa hai người khi còn ở Đức. Hiện tại cả hai đều đã có tình mới và cuộc sống riêng ổn định. Sau 3 năm cuộc sống của hai người đã có sự khác biệt. Mới đây vào ngày 8 tháng 5, Huy Trần và Ngô Thanh Vân đã chính thức trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của quan viên hai họ và khách mời tại hôn lễ. Vào ngày tình cũ trở thành chồng người ta, Thảo Nhi đã có động thái đầy vui vẻ trên mạng xã hội. Cụ thể, rít kích dường như đã có một chuyến nghỉ dưỡng tại một bãi biển tuyệt đẹp. Cô nàng còn khoe khéo thân hình bóp lửa. Dường như Thảo Nhi không quá quan tâm việc tình cũ đã kết hôn bên người mới. Người đẹp còn chia sẻ, đừng bao giờ quên khả năng của bạn cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại Thảo Nhi đang tham gia cuộc thi hậu và nhận được sự săn đón mạnh mẽ từ giới truyền thông và khán giả. Nhờ khả năng giao tiếp ngôn ngữ trôi chảy cùng phong thái đầy tự tin, nhiều người tin cô nàng này sẽ gặt hái quả ngọt tại đấu trường sắc đẹp uy tín trong nước.